Dạ con xin chào ông bà cô chú, em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay á hai chồng em thấy trời cũng mưa ui á cả nhà. Hai vợ chồng em đi xách cái bao nè, ra che cái chỗ gà mái của em ấp á cả nhà. Để sợ trời mưa nó hư ủng á cả nhà. Bây giờ hai vợ chồng em đi cả nhà ơi. Đi lên. Em lấy theo cái bao này nè. Bà cô chú. Ông dạ, nó đẻ đây nè bà cô chú. Em trời mưa cái sợ mưa ướt hư trứng. Làm cái đầu che che để cho mưa được ướt con gà với trứng. Ủa anh ơi, gì em? Nó mất tiêu chân trứng rồi. Sao kỳ vậy? Bữa mình đếm 13 trứng mà, 12 trứng mà, sao giờ không còn trứng nào chung vậy? Đâu nè, kỳ vậy? Còn lông không à? Rồi cả nhà ơi, cái này chắc bị con gì rồi đó em ơi, con gì nó tha trứng rồi đó. Kì vậy? Mà con gà mái đâu không biết, là lông không à. Ở sáng giờ mình thấy con gà mái không ta? Anh chưa thấy nữa. Chẳng lát mình đi kiếm thử thôi, kỳ trời. Thôi giờ đi vô chứ sao giờ. Uổng cái này gà luôn anh, 12 con luôn á. Thôi đi vô anh đây, còn gì nữa đâu mà làm. Gì anh? Cái chỗ này nó trũng im quá nè em. Nè, để em coi đi. Mình mắc mấy trứng gà em. Bây giờ mình đi vô mình lấy thùng ra mình tắt mương em ơi. Được anh, chỗ này im nè anh. Nó dòn nước cạn dòn xuống đây hết trơn rồi nè. Ừ. Thôi, ở đây đi. Anh đi vô lấy thùng nha. Ờ, anh đi vô lấy thùng đi. Chỗ này chắc có cá nè nha. Tôi lý ra. Này mình dọn ba cái ấy lên hết đi anh. Cái này dọn con nó trống mà không biết tát ở đâu nè. Cái này nó cao quá nè. Không, anh cứ tạ cái đó nó chảy xuống ra ra đó mà. Dạ. Nó không sao đâu. Lượm ba cái chài kìa. Chúng là thấy im á anh. Chúng là im nè. Nó dòn như đây hết luôn á. Ờ. Mà chắc khúc chính giữa nó còn nước không á anh? Không biết nó khác, mình chỉ dài dài không phải mình kiếm. Ờ. Chưa biết nè. Này bảo đảm là cá sạch đầy. Cho nó ngọt. Chính đi làm vậy hả Chính? Cái này á cả nhà, khỏi có đắp bờ cả nhà, tạt xa cái là nó lên, tại cũng có mấy cũng ít nước đó. Ước gì dưới này có con cá lóc bự bự ha. Có cá bự không anh? Không biết có cá bự không chứ. Cá sặc bao luôn á. Cá sặc ngốc quá. Ừ. Ốc à. Ừ. Rồi mấy trái dừa này ra luôn hả? Để yên đi nè, bác ngậm sao. Em thấy cá sặc cục ngốc rồi đó. Cái lõm này nhỏ xíu à ông bà cô chú. Tát cũng nhanh nữa. Con cá sặc nó nằm vào nhóc luôn. Để đi cho nó cạn hết luôn. Thiệt là cạn luôn. Cái chỗ này mà không có cá lóc là uổng lắm á anh. Ừ. Lá cán mà chuyện cá sặc đi. Cá sặc nó bự à. Nữa anh bắt cá sặc bự anh ăn đi, em ăn cá nhỏ nhỏ ra. Ừ. Cá nhỏ nhỏ ăn ngon.
Ủa anh ơi, trong đó nguyên ngoải luôn kìa. Biết nè. Hết khổng luôn. Ừ. Thôi kìa kìa, ôi quá, ôi quá trời này. Quá trời luôn. Một bụm luôn à. Ôi, hết sức à. Một bụm luôn. Hốt vô. Đi nữa nè. Một bụm luôn. À. Cái chuối đâu? Cái chuối dưới đó anh. Nè. Một tay hai ba cỏ cỏ kìa, con có nữa nè. Ở trên hả anh, mấy cỏ ở trong cỏ mấy trái dừa còn nữa anh. Ồ nè, con mấy con nhỏ nhỏ nè mình cũng phải bắt luôn. Ừ, bên kia đặng lát mình lo, bên kia mình thả lại em. Ừ, nó anh nó nằm kìa anh. Ôi kìa, em coi nè, coi trong cái này nè 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 đó nè đó 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 nằm trên trái dừa. Có đó không coi nè. À. Quá trời con này rồi. Đổ cắt cỏ nữa rồi. Ừ. Ghê ghê. Quá sức con này. Tại vì chứ chỗ này còn có chỗ này có nước à. Ừ. Mà chỗ kia đâu có nước đâu. Bởi vì nó giòn ở đây không. Thằng lát anh lục trong mấy trái dừa đó là thấy nào cũng ngất nữa. Ngất không? Có trái dừa nào mà lỏng không vô đó. Ừ. Giờ xuống cái là lên con. Xình non nhiều quá anh. Ở đằng kia không có cá lóc rồi ông bà cô chú ơi. Ông xã em qua bên đây kiếm cá lóc á. Ở đây còn chủng nè cả nhà. Có cá sặc à? Hả? Cá sặc. Để ăn luôn kìa. Lụm cái sống dừa đó dục ấy. Chứ hả, sình không một lớp ở dưới hả anh? Ừ, trời ơi, ôi xong quá. Ê, nó văng ra ngoài kìa. Như cái gỗ ra. Được nhiêu cá đâu mà cô chú à, đang thui à. Nhiều dữ lắm. Một chút nữa đem xuống mà cái ghe em ơi. Mò quá trời mò mà không có cá lóc. Kỹ ha. Tóc bớt không khó đâu. Cái cây này cây gì quá chẹn ha anh? Mà dầm á. Mình học đâu có trồng nó đâu hả? Rồi ai trồng nó làm vậy? Bị lên á. Không trồng mà lên tốt mới sợ ha. Ừ.
được thua rồi em ơi. Không có. Không có. Nhiều rồi. Hết cạn nè. Thôi đi vô em ơi. Mới cạn gì mà không cá ổn quá. Ổn quá. Yếu quá. Cả nhà ơi, em đi tắt mưa người chưa cá nè cả nhà. Cá sắt không. Không mà cả nhà. Kiếm cá lóc mà không có cá lóc ông là cô chú ơi. Anh cá nhỏ bắt thả ý thả lại. Anh múc nước lên đi rồi em rửa cho rồi anh đi tắm đi anh. Anh tính đầu dơ này anh phụ mặn với em luôn á. Thôi đi tắm xong đi rồi. Em để anh đổ mấy cái nhỏ nhỏ ra cái mình thả nó lại đi. Cá sặc bự bự không hả anh? Dạ mà cô chú ơi, hai vợ chồng em á bắt cá cạn được có nhiêu cá nè mà cô chú, không kiếm cá lóc mà không có cá lóc. Xong rồi ông xã em cũng mang sặc cho em rồi. Em đi chợ á, em mua thêm được ít đùi gà nè. Lát á em thìa nước dừa cho Bin ăn. Tại Bin ăn cá sặc không được. Với ông xã em có hái cho em ít rau muống nữa. Lát em nấu canh chua rau muống với cá sặc á, dưa leo với cà thì ăn kèm với đùi gà. Giờ em tranh thủ em qua em bắt nồi cơm lên. Em bẻ rau muống xong mà em phụ bà xã em lặt rau muống luôn cả nhà ơi. Em bắt cơm lên xong á, cái qua em ướp thịt gà để lát cho thắm cho em thìa. Bữa nay mà có canh chua mà cô chú Bin ăn cơm húp sọt sọt nha, thấy thương lắm không bà cô chú. Sáng ông bà cô chú Bin á cũng có ra giấu cho em á là bữa nay Bin thích ăn đùi gà gì nè. Nên á em đi chợ á em mua mấy cái đùi gà nè, bữa nay em khì nước dừa cho Bin ăn. Em mua đùi với cá lóc sọn em Bin thích ăn nè anh em. Bin mà có đùi gà với canh chua nữa thì ăn cơm bữa nay thấy thương lắm á em. Em cho gia vị vô, em cho đường với hạt nêm, một xíu bột ngọt nữa. Em ơi, dĩa này nè em lát anh đi kiếm trái dừa khìa ngon lắm em. Khìa nó dừa nó ngọt lắm nè. Em cho tỏi băm với hành tím băm vô. Em cho vô một ít nước tương, lát á mình khìa có cái màu đẹp. Xịt nước tương vô cái thơm em ha. Cho nước tương nó lên màu lắm ha. Cái này để tương ớt vô cũng được anh, nhưng mà em để tương ớt á sợ cay bên ăn không được, cho nên em không để. Đùi gà em chọn cũng đều rồi nè, giờ em để đây cho nó thấm đi. Em qua em coi cơm chín chưa. Cơm chín nè, giờ em nhắc cơm xuống, em bắt nồi nước lên nấu canh. Thôi mà em cho nước kia. Em đặt cái dừa ra nhà. Bây giờ em vô thì với gà nó ngọt lắm đó ra nhà. Bữa nay không biết vợ có nấu cơm nhão không mà mấy con chim chảo chẹt nó kêu nữa rồi cả nhà ơi. Cái dừa này cái hơi cứng nha cả nhà. Vậy lát em chẻ ra cho mấy gà con ăn. Nước sôi rồi, em cho cá vô luôn. Cá sặc con bành bành không em ha. Xong em cho cá vô xong em cho gia vị vô luôn. Tại cá này á cũng ăn chín. Uổng cá là không có dính con cá lóc nữa. Em cho muối, đường với ngọt hạt nêm. Để anh cắt chanh cho em nấu canh chua nha em. Anh cắt chanh cho em rồi anh dắt giùm em luôn nha anh. Để anh dắt luôn cho. Giờ lỡ
cái chanh này không dắt, chẳng lẽ để đó cho em dắt sao? Chanh em á có bọt rồi nè, giờ em canh dứt bọt xong rồi em cho rau vô. Bữa nay canh chua là Bin húp thấy thương lắm. Bin chỉ đợi canh thôi. Gặp thêm đồ gào cái nữa thì thôi. No nhức bụng luôn hả anh. Cái món nào mà thèm á là mình ăn ngon lắm em. Sáng nó chỉ con gà nữa chứ. Trời, chỉ con gà của ba nữa hả? Em nhặn ra cho nó đều rồi nè. Nhặn cho nó cốt chanh vô luôn. Xong rồi em cho ngồi vô. Bin chỉ gà trống hay gà mái vậy em? Gà mái anh, con gà mái đang giữ con á. Dạ, tưởng đâu gà mái mà ở ngoài ấy của mình nó thấy chứ cũng mừng. Nhớ tới gà tiết nữa. Ủng thiện ha. Em cho ngồi đây. Xong mà em nêm nếm lại á, cho vừa ăn á, rồi em nhắc xuống. Em bắt cái chảo lên em khìa gà luôn. Dạ, ông bà con chú ơi. À, em phụ vợ em sắc dưa leo với cà nè ông ơi cô chú, lát ăn kèm miếng thịt gà kìa. Dưa leo này kêu bằng dưa leo chuột hả anh? Hả, dưa leo Đà Lạt không gần, chắc dưa leo chuột quá, nó nhỏ nhỏ nè. Dưa leo này ăn giòn lắm em. Ngon lắm hả? Dầu sôi nè, em cho tỏi vô. Mẹ cho gà đi. Hồn, nhìn thấy mấy cái đồ này nhìn mê nữa. Bữa nay mắc mấy trứng gà. Buồn. Buồn quá, đi mua mấy cái đồ gà về ăn hả? Còn có bao lâu nữa đâu mà nó được bày nó làm nuôi lại cũng được nhiều em ha. Chắc cà bự quá ha. Thằng Chí cho nó đẹp hơn cô hai nha. Hai thằng Chí đẹp lắm. Sáng em thấy cái chỗ kia kìa anh, bán cái cà gì chà bá luôn, giống như cà chua vậy nhưng mà nó đẹp đó. Bự lắm hả? Ừ. Nó không biết kêu bằng cà gì. Cà nó chắc mắc tiền em nè. Ừ. Dạ, em cho vô dầu á, cũng xăng rồi nè. Và con cây nước dừa vô. Cái thao hồi nãy, con cây nước vô em chấm thao. Đẹp quá em. Đẹp dữ chưa? Gà kìa của em chỉ cũng được rồi nè. Giảm nát trước, em dặn cơm cả nhà cùng ăn đi. Màu hấp dẫn quá em ha. Ừ. Màu nước tươi ha, lên đẹp quá. Thơm quá. Để em gắp đồ gà ra dĩa luôn. Thơm quá. Dạ con mời bà cô chú, em mời cả nhà ăn cơm với gia đình em. Dạ em mời cả nhà ăn cơm gia đình em. Mời bà cô chú ăn cơm đi con. lấy sẵn cái đùi gà. Đùi gà được. Rồi, con ăn đùi gà đi. Ăn đùi gà đi con. Anh ăn đùi gà đi. Để cho con ăn đi. Đó, mê cái đùi gà sớm giờ ha. Ừ. Chỉ cho con gà rồi đưa dấu xé xé cạp cạp. Ngon con. Ba đang bụng vụ con gà kìa, để chiều bữa nó có về nó ăn không biết sao, còn lông không
sao tự nhiên mất tiêu hết trơn ha, không có dấu vết gì luôn. Uổng ghê em ha. Ừ. Kỳ quá. Em thấy cũng ấp lâu rồi đó. Bữa mình nói đó là nó ấp nó cũng mê đấy các bạn. Chứ con gà đâu có chạy ổ được đâu. Còn ông không? Ngon con, ngon không? Thầy sao lắc đầu? Mới đi đâu mà. Sao này bên buồn quá vậy? Nghe là kêu còi con. Con sao? Coi sạch béo quá. Thịt nó dễ thắt à. Mẹ mua đùa nhóc luôn nè. Thôi bà. Bà cái cánh nè. Bà rửa con cái mấy cái đùi con ha. Với em bơm mấy con ha. Ừ. Nói chị hai qua nữa cái. Dừng cho chị hai cái nữa. Ừ. Ngon không? Em bóp thấm không? Dì ăn không anh? Ngon không? Bên này ăn rau muống là tốt mà con. Rau muống tháng này non non không mà con. Rau muống nó non ngon lắm. Giòn hả anh? Ừ, giòn. Cái cánh này ra tay giống bê luôn. Chứ không cầm đũa nó chặt ruột quá. Cầm cạp mới ngon. Nó thấm tay chồng luôn à. Ừ. Không ngon được. Ủa xong cái đùi lấy thêm cái đùi mới đó hả? Cầm hai tay đàng hoàng con, nó hơi đỏ quá. Nó động tới ảnh sợ ảnh mắc cỡ. Ngon không? Cái này mẹ làm đùi gà này ăn ngon quá. Cái cảnh nó béo bên nào. Béo quá. Ừ. Ăn kẹp với dưa leo anh. Ừ. Không, không có chỗ kẹp mà. Ta dơ hết à. Rồi bây giờ mình ăn ăn gà trước đi. Lát mình kẹp cháo. Này phải có bơm ấy ha, bơm cạp mới được. Nếm ra thử. Hơi viên nha. Viên hết cái đùi gà là tới ba. Này cũng mồi nữa hai bên ha. Ảnh mà đặt ảnh mắc cỡ vậy đó. Bên mà thấy mình tắt mương vậy nên không có thay ra. Nó sợ văng chúng á. Ừ. Ngon. Ok không con? Ok. Bên có cái bột gùi càng ngày càng bự ha anh. Ừ. Một người viên đó. Một người viên hả? Một người ăn dụng ta. Chắc cái một người hứa mít quá. Thử được trái mít mần quýnh hết trơn hả? Rửa là đi hủi được nữa bên. Cái cây mít đó là nó trái là nó chịu chín là nó chín hoài luôn á bên. À, mà trái nó không được bự hả anh? Đúng rồi, cây mít nó nhầm với lỗi ha. Ừ. Bữa nay chắc nghi Bin ăn đùi gà không, không ăn cơm á bên. Ăn xong cái lát hai vợ chồng mình nha. Đi vòng vòng coi có tháng gà không anh. Ừ. Ha. Đó, ổn, ổn lắm á. Ổn thiệt. Ừ. Buồn gà quá ha, buồn cái trứng chứ. Gần nở rồi. Rõ mắt mấy cái trứng á. Mà còn gà mới mốt nó đẻ nở cũng không sao. Ừ. Ha. Rồi con cá sặc nào cũng sặc nấy rồi nè. Tới con cá sặc luôn rồi. Chấm cho nó dính. Thôi ăn nguyên xong cái đùi nó hết rồi. Thấy thương quá. Ăn cơm vô đi con. Chắc Bin chắc bữa nay. Nay chắc Bin không ăn cơm đâu. Không có nước rồi đâu. Ăn đùi gà rồi. Lâm mềm. Ừ.
Thế mẹ ăn thử cái cánh hai bên. Bình ăn hai cái đùi xong bây giờ tới Bình ăn cơm. Có canh chua là Bình Thái em ha. Có canh á, hấp dễ như Thái ăn canh. Ăn cơm xong á các con ăn thêm cái đùi nữa đi con. À, để cho nó hấp canh xong đi rồi các em lấy đùi cho nó. Đâu em để thử coi cái ngồi cái con ăn xong á cho con lấy thử rồi con lấy được không? Đùi này dễ quá mà. Mẹ ăn cái đồ đi Bin. Mẹ con ăn thêm cái đồ đi con. Cái đồ bữa nay mẹ xì ngon quá nè. Ừ. Ăn cái đồ đi. Cái đồ nha con ha. Một cái một thôi hả? Ừ, để mẹ lấy nha. Mẹ uống rồi. Ừ. Mẹ. Đồ ăn canh chua nữa đó. Đó canh chua hả? Ờ. Nó uống rồi. Canh chua. Mẹ chan bên đây cho con nha. Để bên đây. Canh chua mẹ nấu ngon mà. Mình thấy là canh chua đó. Nè ta. Một con hấp đi. Hấp rồi ăn. Bập bập. Bập bập. Làm mất cảm ơn á hả? Phải cảm ơn không? Bình hà. Ừ. Em bên này hả? Ừ. Cái canh béo dữ lắm em ha. Ừ. Ăn này cậu. Ăn này cộng răng cái ghiệu ghiệu đây ha. Cái nhà này cái chót á. Nhà thương mèo luôn á. Em có trụng ba cái gụ rồi á. Cái nó bớt hôi liền em ha. Ừ. Em ngâm á. Rượu gừng thôi. Rồi. Dữ ý. Ở dữ ta. Công nhận cái chỗ đó uống thiệt chứ. Chị rồi. Ấm á, sức ấm ha. Chị mà không dính cái lóc. Chắc là em nghĩ là chắc nó lóc đi á. Chắc vậy á. Cầm với ta. Cầm đuôi ra quẩy với ta. Quẩy xong rồi lấy cái nước nó hấp nè nha. Ngon rồi đó, ngon rồi đó. Trời cái tài. Ô ô ô sao không cầm ăn luôn con? Sao không cầm cạp con? Đúng sao đỏ đó. Con đỏ á. Ừ đúng rồi. Rồi giỏi lắm. Vậy mới ngon á. Mê ai. Không biết có mê không. Hồi nãy giờ mới có ba cái hả anh? Ba cái à. Mới ba cái đùi à cả nhà ơi. Mua có 5 cái đùi ăn hết ba cái. Tội nghiệp pin lắm. Một cái mưa vậy mà nó xuống cái chủng gì mà không có con cá lóc hả? Uống thiệt ổ. Em không biết là nó có ổ không. Không có không. Anh nghĩ là nó đi vậy đó. Nó đi mà sao đi xuống dưới đó mà cũng không có luôn. Không có luôn. Hai chỗ luôn. Mà tao nhận nắng dữ thôi. Nắng cái nó khô còn có nhiều nước á chà. Ừ, gực quá. Ừ. Nứt cái mương vậy mà nứt hết trơn. Đi ra dưới đâu có ướt là. Đâu có lúng đâu mà. Đúng rồi. Đâu có ướt đâu mà lúng. Nó khô á. Mấy cái đùi gà bên ba cái chưa bên? Ba cái. Ba cái hả không? Nó hấp nổi rồi nè, cho em được hết xù nữa. Dễ. No rồi đó. No quá. Ba cái đùi gà no. Kéo xuống đi ta, kéo xuống này để mà ông bà có chút cười đó. Sợ kìa. Giờ mắc cỡ quá. Nghe hù quá. Nghe hù ông bà chút cười kéo xuống liền. Hút ăn chua thêm không? Hút ăn chua không? Hút chua không? Ba muốn hút ăn chua cho. À, bởi với anh ăn. Hai cha con ăn cạn nước. Đó. Đỏ đỏ ngon ha. Nước canh chua mà Bin phái liền. Ừ.
Dạ. Phùng. Dạ. Anh ăn rau muống nhiều quá anh. Ừ. Là anh ăn. Rau muống nhiều tốt. Rau muống ngon. Ăn ngon quá. Ừ. Bữa nào á mình kiếm cá cái mình kho lạc á, mình làm rau muống làm gỏi á. Ừ. Cầm bụng bạc lắm em à. Ừ. Vì mình làm gỏi thì ăn cũng được lâu quá anh. Ừ. À. Again. Ok. Giống như ăn ngon cái ở gan dĩnh thoải mái hay sao hả anh? Ok. Đi chơi ra rồi 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 rồi. Thì ba thì ba biết đi đi ra ra này hả? Ờ ba biết con ăn tới ba cái rồi mà. Ba cái luôn à, ba nhìn mà thấy con ăn ba cái luôn. Đâu đếm lại coi. 1 2 3. Đếm rồi. Đi đâu? Đi ra này giờ đi đâu? Ba cái luôn. Đâu? Ừ ừ. Ăn thêm đi. No rồi đó. Ăn ba cái đùi gà còn khoe nữa hả? Cái ta bị gì dán à, keo với nhau nhỉ? Ừ. Ta bị gì vậy? Ừ. Đó. 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 Máu. Điên. Giống như là máu, máu chảy ra từ đó. Đau sống. Bên này hết nước, thầy cho anh ké miếng nước. Máu chảy từ trên đây xuống. Đúng rồi. Máu chảy đó. Ok. Ok. Anh nói là máu chảy từ trên chảy xuống tới đó là anh lấy băng keo cá nhân chặn lại là cái là nó hết chảy đó. Mắc cười. Cười. Nhà mình ăn canh chua hao nước. Không. Ê đây rồi, đợi anh nhớ giờ rồi. Ê đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, chơi. Ok rồi. 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 Bim. À, bim. À, rồi, nếu bim. Ăn tráng miệng không bên? Có tráng miệng không? Có tráng miệng không? Cần gạo không? Tráng miệng không? Không ạ. No, no à. No à. Ba cái đùi. Trời, trời, giờ miệng no à. Dạ, bữa ăn của gia đình em á, đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Em mới bay cả nhà. Em mới bay cả nhà.